Phật tử, quý thầy và quý cô, quý chị và anh chị em, là chào trân trọng mời thứ nhất ạ. Dạ, con có cơ duyên được gặp thầy nữa rồi. Xin chúc cho tất cả quý Phật tử được dồi dào sức khỏe và gia đình luôn luôn an khang thịnh vượng. Và ca khúc đầu tiên xin được gửi đến quý vị một ca khúc về đời của nhạc sĩ Thanh Sơn, mẹ hát ông tên công tử Bạc Liêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
là quý vị Phật tử nghe giọng cổ có buồn ngủ không ạ? Không buồn ngủ vỗ tay lên cho những người buồn ngủ tỉnh dậy. Xin cảm ơn. Dạ. Chương trình cho Kim Long được hát thêm bài nữa, tại vì có nhiều người nói sao không hát với lại Trinh Trinh, đi đâu cũng hát với Trinh Trinh, nhưng mà tại vì thời gian nó có hạn, nhiều khi xin tám cho, cho rồi. Dạ giờ xin cho rồi dạ mới hát. Là xin mời quý vị cùng thưởng thức một đoạn ngắn trong bộ tuồng Lương Sinh Báo chúc anh đại. Dạ với tiếng hát của nghệ sĩ Trinh Trinh. Yeah.
còn quyết danh công tử là chi? Xin cho tôi đây được rõ. Tên họ của tôi à? Phải. Dạ. Xin thưa. Cha tôi mất đi đã lâu, khi tôi còn tôi có thể kết tình huynh đệ với lại chức hiền đệ được không ạ? Kết bạn với tôi à? Phải. Dạ không được đâu. Tại sao vậy? Bởi vì tánh của tôi thì khác, nào giống những chàng trai. Kìa, chức công tử à, theo tôi thì đâu diện mạo thấy quá. Oh,
cho con ca thêm bài nữa. Cảm ơn thầy. Dạ. Không, không cảm ơn mà bài này nữa chứ không phải bài nữa. Con cảm ơn. Dạ vâng, xin được cảm ơn nghệ sĩ.